Xin chào anh em nhé. Thì bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục làm một cái video là đi thu bẫy chuột hôm qua của tôi. Hành trình đi thu bẫy chuột khá là gian nan. Tối hôm qua thì tôi đã làm một cái video về đi đặt bẫy, thì bây giờ tôi sẽ đi thu. Mời anh em cùng theo cho tôi nhé. Khá là nguy hiểm. Tôi sắn quần lên cái đó. Đấy, sâu. À. Đau thật anh em ạ. Tôi về sắn lại quần. Tiếp tục cuộc hành trình. Go. Cháu hôm qua cháu đi đặt bẫy chuột, nay cháu đi thu. Không biết, không thấy được con nào cô ạ. Thế chắc không có chuột cô ạ. Ok cô. Vâng. Ok.
không được con nào anh em ạ. Một cái bẫy đầu tiên. Ôi, thách quả, thách quả. Từ từ từ. Thách quả anh em ơi, lụm lụm lụm. Lụm nhá. Ai xe. Lụm lụm anh em ơi. Lụm, ai xe ơi. Lụm chuột anh em nhá. Lụm lụm lụm. Một em đầu tiên. Không được anh em ạ. Cái này không được. Này cũng không được anh em ạ. Bốn cái rồi. Ai chà. Lụm lụm. Lụm anh em nhá. Lụm chuột lụm chuột. Lụm lụm. Hai em hai em. Ôi xa. Lúc lúc hai em anh em nhá. Ngon rồi, ấm rồi. Nay có chút ăn rồi. Đây là 5 cái rồi. Này dưới này không có cái nào nữa. Chúng tôi sẽ đi lên đây. Lụm chuột, lụm chuột. Hai em anh em ơi. Ấm luôn, ấm luôn. Kiểu gì cũng vẫn được anh em ạ. Tôi nghĩ thế đấy.
Ai chạy. Này không được. Ai luôn 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 anh em ơi, lụm luôn ba em nhá. Ba em của anh em ơi, lụm chuột. Món có ăn rồi, tại nằm gai quá. Ba em, lụm chuột. Xả ơi. Mệt thật anh em ạ. Nhưng mà được ba em chuột là ấm rồi. Lụm luôn. Mệt thật, nhưng mà vui. Lụm chuột. Ây chà. Nặng phết anh em ạ. Nhưng mà được chuột là vui rồi. Trên đời mong được tầm 1-2 con nữa. Là gì ạ? Xem nào. Đây nè. Tí lại đếm. Đếm lại nhưng mà thiếu bẫy không? Một cái. Hai cái. Ba cái. Bốn cái. 5 cái, 6 cái, 7 cái. 7 cái vẫn thiếu 1 cái anh em ạ. Tôi sẽ để miếng này con chuột này ở đây chứ. Đi thu đó. Không được con này. Từ đằng trên này.
Đây không được con nào anh em ạ. Chỗ này tôi nghĩ là móm rồi. Đây đúng móng thật rồi anh ạ. Lụm nha, lụm nha, báo hàng nha. Móm tiếp anh ạ. Này móm nó 1 2 3 4 móm móm một con. Được tổng là được 4 con anh em nhé. Ôi dồi, ôi dồi. Mệt thật. Mỏi tay quá, một mình đi mỏi tay thật. Nhưng mà ra được những video chất lượng cho anh em là tôi thấy vui rồi. Ôi quên mạnh. Phải cho sáng lên một tí để anh em thấy mặt tôi chứ. Thank you.
quá. Ngoài tay quá anh em ạ. Đếm lại là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 14 anh em ạ. Hôm qua tôi đi đặt vẫy là 15 cái ấy. Tôi chưa biết là nó đã thiệt thẹn mất một cái ở đâu vậy, nó phải đi tìm. Ăn đi, con đang ở dưới bến quay cái nốt cái.
trời. Đây một cái mệt quá. Đây đúng kiểu mặc áo con chó đi săn chuột. Bốn con. Vâng. Thì sách của về luôn. Vâng. Kiểu hôm nào đi cháu mới lấy đâu tiền cho tiêu. Vâng. Hả? Ok.
hang kia lúc nào tôi cũng thấy con khỉ nó nhảy vào anh em ạ. Hôm qua thấy. Chắc nào mình phải sang đây phục thù con khỉ đấy. Ôi chắc cũng có cả đấy anh em ạ. Isso. Thế tôi phải ngồi đây tôi nghỉ một tí. Mệt quá. Mệt thật anh em ạ.
thật đi anh em ạ, được mấy con chuột. Chụp cái ảnh em ạ.
mệt phết đấy anh em ạ. Được mấy con chuột mà. Hàng chất lượng luôn. Ôi, nó đi về anh em nha. Về chuẩn bị chế biến thôi. Không. Mua cho, mua cho. Bốn con. Đây, tao mua. Không, không, có bé. Đưa thịt để ăn. Đấy, thịt đây. Không. Vào đây, tôi để cho tao nhá. Không, đây. Đấy. Bốn con. Để luôn ra chứ được. Mũi rồi. Đang mới. Đây đem đây cho mày. Đây có. Đây chuột đây kìa. Đây này, vừa nhấc chuột, xin chuột đi. Đây chuột đây. Thôi thôi không thì chú vâng thì đi chiêu ăn. Ừ đấy. Ừ. Đây. Đây. Tưởng bán đi không bán thì. Úi giời ơi. Thì bán đi đây. Ừ. Chuột đây chuột bảo như là ngoài đến chuột. Ôi quay á, quay á. Đây đây. Chiêu thì nó sang ăn cho nó vui. Theo mà ăn được quả. Chiêu sang cho ăn bảo ăn. Tao đi sẵn thêm tí nữa. Ừ.
Mấy chuột nhà em đây. Nhà em bắn được bao nhiêu là chuột. Chuột là chuột đồng. Ăn là ăn sạch luôn. Ổn thì như cũng có. À, thế được. Ổn rồi chứ? Hả? Sẽ ổn. Chưa tao đi. Thì nữa thì em một ngày phải ra chụp cái video đấy. Đi xong rồi. Đi rồi nó đúng phát video. Rồi mất con nợ ta tiên này nhỉ? Mất tiền gì? Thế hôm nay trước là ta chẳng nói cho mọi người. Nói nửa tiên đầu đâu quá. Đừng có ghi, nó ghi vào đây để bảo này. Không. Trên lên đây đi không ăn gì. Không, đang lên đua. À ơ, cháu bảo lên đây đi không ăn gì. Đố rồi, nó nhỉ? Xuống cái xe là không đến. Nó để thế nào ơ? Chứ nó phải làm luôn. Lấy. Lấy ta làm mày. Không. Ta phải lấy đi lên nước. Mày đường làm nước con đấy. Đó, chứ Mày đi đánh bẫy vào cái luồng xong rồi đi đập cho nó chạy ấy, lên trên luồng. Chưa tắm đi lên chút đi, có đố chưa? Không, không mẹ. Mẹ hay đi nhé, bắt chuột lấy cái đuôi này mà. Thôi, mày ăn cơm mới mà đi luôn ấy, cũng nổi mới đọc là... Ồ, rộn chụp đi. Ồ, đi hoài đôi, ta đi. Hả? Chưa muốn đi nhớ xe. Hả? Hết tay xăng rồi, ta đi nhớ xe. Có đi đủ không? Ừ, đấy. Chúng mày lấy xe, ta có đi đâu. Chưa này hết xăng rồi, ta chẳng đi. Mấy lần đi. Đôi đi. À, kia, đôi, bắt lóng xuống. Bỏ trong tủ lạnh. Lấy thui chứ. Chiều chúng mày thui. Xong rồi bắt lông cứ bỏ nó xong bỏ trong lạnh đi. Ờ. Thì ta đi bắt thêm. Chiều chúng mày đi bắt xong rồi đi kiếm cái ấy để đốt để thui chứ. Cái gì vui đâu. Có cái thui tay kiếm cái thui. Đấy không? Thì chỉ có cái rơm mới thui luôn. Phải có rơm mẹ. Rơm đến đâu đó. Bắn nó chục con nữa luôn. Yeah, lấy ấy cái kia, lấy xé cái lá chuối ấy. Ừ. Cái lá chuối mất thôi. Năm phút nữa. Hỏi đi, hỏi cháu kê anh Việt hỏi đi. Ăn cơm nhỉ? Em chưa tí thức em mua bánh nhưng mà. Đó, số cháu kê qua đi. Đâu em không số. Hỏi ai hỏi. Đang tí nữa mình đưa đại chụp phước. Đang sạc mình. Có tí nữa có con theo. Cho điện thoại kia thì với nó lại phải ghép mất công video nha. Quay cái gì vậy? Hay chim á? Không, em quay không được. Quay đủ. Phải của hai ai suốt cái trước đầu hết á. À lấy thế là mấy mình không? Cái chảnh ở đấy thôi, chảnh nó chảnh.
Chứ không là làm lắm chút. Chưa đến đập quay quay video. Ừ. Còn từ chiều tối thì đi bệnh. Gom một mẻ xong rồi mẹ thì đó thì cái không có gom mấy mẻ xong mẹ thì ăn đến chết đến chiều ăn. Ôi mất rồi giờ rủ đi ăn tạm mấy cái con này hôm chiều ta làm thịt nướng. Tắt lông bỏ mấy con nào đi. Bắt lông. Bắt lông thì mày bỏ đấy để mai nó hỏng thối mất ngon. Chuột nó phình. Mẹ lấy cho ăn tí rơm đi, tí tí này có rơm à. Hết đi rồi, đi quay video không? Đi tí, tiếp đi. Về sạc xong rồi. Đi chiến luôn. Đang đẩy mạnh cho nó hết 150 cái video để sang cái kia. Ok.